Alo, chào anh em. Bữa nay thì mình gửi 4 cái lưỡi câu nha anh em. Này, trước tiên là mình quay cái mũi cho anh em thấy cái độ bén mà, với lại cái sống lưng của cái chỗ ngạnh đó, để anh em thấy được cái độ dày dặn khi mình đập thép nó kỹ như thế nào. Đó, anh em thấy mũi rất là tinh nha. Mũi như thế này thì anh em giật nó rất là nhẹ, mà lỡ nó có ngay xương thì nó cũng quang rất là ngọt. Mũi mà không bén nhiều khi nó trúng xương cái nó giăng cá lên mà nó không lủng anh em, không lủng xương rồi nó rớt xuống, nó bay cá đi rớt xuống. Quay cái này cho anh em xem cái ngạnh mình làm thì nó cái nào cũng như cái nấy à, nó đều gan nhau mà anh em xem ở bên trong cái ngạnh thì rất là dày nha anh em, thấy không, nguyên cái mảng thép rất là lớn. Mũi thì lúc nào cũng có cái độ cong nhẹ nhẹ hết, làm cho lúc mình giật nó mượt hơn, nó nhẹ hơn. Ở đây thì có hai lưỡi là khoan lòng điện, hai lưỡi khoan lòng cỏ. Hai lưỡi này gửi về vị Thanh nè, Hậu Giang, không phải vị Thanh không đó. Mình khoan thì em thấy đều không, hai bên thì rất là dày. Lưỡi câu mình làm bằng siêu thép C70 mà. Làm ra thì cái chi tiết nào nó cũng phải đạt được cái độ bền lâu dài hết. Anh em thấy mình khoan cái lỗ này rất là nhỏ, rất là vừa dặn để mình làm cái cọng dây điện với mình tóm dây vô thôi, chứ bự thì đâu có cần thiết đâu. Cái lưỡi này, cái lỗ này nhỏ hơn nữa nè, nhỏ hơn bên kia, nhìn thấy không, rất nhỏ. Có người khoan cái lỗ này á, người ta đập thép đó nè, người ta đập nó dẹp ra như cái lá lúa ấy, mỏng như lá lúa đó, thì người ta khoan mới qua. Còn mình thì không, mình làm thì vẫn dày. Đây, cách làm với đồ nghề của mỗi người nó cũng khác nhau. Ok, đây thì anh em thấy lưỡi này tròn đều không, rất đã ha. Thì mình cầm từng lưỡi cho anh em xem. Móng heo nhìn đã ha. Lưỡi này dài có 4,5 anh em, lưỡi này thì cá nhỏ thì bắt hết luôn á. Lưỡi này ly 8, mà nếu uống nhỏ thế này thì nên câu cá cỡ 3 kg thì thoải mái ha. Thép C70 thì anh em yên tâm lắm, chứ không phải như mấy cái lò xo bơm dầu ti bơm gì đâu, nó to 2-3 ly chứ anh em câu thời gian nó giãn ra chứ nè, nó không có đàn hồi được. Tại vì thành phần của các cái loại inox á, cái tỷ lệ carbon của nó rất là thấp, nó chỉ có khoảng 0,04 đến 0,05% thôi. Còn thép C10 này á, carbon nó tới 0,7% là nó tương đương với những cái loại thép để làm dao, nó cao hơn những cái loại thép để làm lò xo nhiều. Lò xo mà thép đen đó thì nó carbon nó thường khoảng 0,4 nè, còn cái này tới 0,7 luôn. Những cái loại mà thép làm dao mà một cây hai mấy 330 triệu á, thì thành phần thép nó khoảng 1% carbon đó nè. Carbon mà nó chỉ cần tăng một chút xíu thôi là cái độ cứng của thép nó rất là kinh khủng. Cái lưỡi móng heo này 2 ly nè anh em, nhìn rất là đều đã ha. Em xem cái mũi nó bén nè, ngạnh thì rất là mượt. Bữa nay mình gửi 4 lưỡi này với ít thép. Anh em nào cần lưỡi hoặc thép thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo của mình ha. Còn anh em nào muốn nghiên cứu về thép, mã thép hoặc là các tác dụng của thành phần thép thì có thể Google hoặc có thể hỏi mình qua Zalo cũng được ha. Mình rất là thích nghiên cứu về thép, tại vì ngoài làm lưỡi câu này á, mình rất thích làm dao, mua ít siêu thép về để tự làm dao á anh em, tự rèn á. Ok, cảm ơn, chào anh em ha.